Ok, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Fish and Goldfish. Thì lần này mình sẽ chơi một loài cá mới vừa được update hôm nay. Đó là con Mamaka. Mamaka là một con cá quả quả. Nó có nội tại là... cái chắc là phùng mình gai lên đấy anh em ạ. Ok, thì mình sẽ chơi con này nhá. Thì chúng ta sẽ cố gắng đạt được level cao nhất cho con này để chúng ta có thể chu du đại dương. Ok, let's go. Holy shit. Hello. Ui, có mẹ thiên đường đây à? Ui, nhiều thịt thế. Thơm quá, nhiều thịt vách cứt anh em ơi. Ngon rồi, đậu phụ mày. Ui, cái gì đấy? Ô hô, đéo bơi nữa. Ô, nghĩa là nó có khả năng phùng mình lên để có thể chống đỡ những loài cá khác anh em ạ. Còn này ngon đấy. Tôi đang đắm say những miếng thịt này. Ngon quá. Úp mẹ rồi. Yeah, cắn có 3,2 đam cùi bắp rồi. Con này chỉ được máu trâu anh em ạ, như kiểu trâu chó thôi. Tôi nghĩ là vậy. Chứ nó không được kiểu khỏe lắm đâu. Nhưng cố gắng ăn thật nhiều để solo với các con cá khác nhá. Ngon. Tốt rồi. Bò vãi cả đáy. Mày này con. Mày chết chưa? Chết ngoắc luôn. Ừ đúng rồi, chết mẹ mày đi. Quá. Có nhiều thịt vãi cứt anh em ơi. Yuhu. Vãi lầy. Cái này. Hút. Rồi ok, let's go. Đi lên nào. Nhiều quá nhỉ, ui. Nhiều thịt mẹ bỏ hoang này. Thơm quá. Ngon. Đậu phụ. Thơm rồi. Béo quá. Ấy. Thành cá quả anh em ơi. Ok. Nhìn thấy không? Tổng vãi cả đái luôn. Ui, ba la chim dài chết rồi. Chim dài. Ui, đại boss cá mập. Ôi thưa con. Mình sẽ lên level cao và mình đi solo với nó chứ. Ui, thưa thế. Ôi, rồi. Con lợn kia kinh quá. Tụi mình cái chim té chứ á. Làm sao solo được với nó. Đại boss kinh vách cả đấy. Ok, có con lợn nào đây không? Anybody here? Có đối tượng rồi. 1000 máu anh em ạ. Còn trâu ấy. Được, con này mẹ tí solo với con đấy được anh em ạ. Mày tuổi xì tin. Xì tin. Ừ, chết chưa con? Ừ. Mày chết chưa? Chết chưa? Thế còn con B-Boss nữa. Thơm rồi. Mày ngương bắt lợi rồi. Double kill rồi. Vào đây bố mày cân 2. Xuống bốt cân 2. Ôi đâu đây con? Để bản nước nào. Đó nhanh. Đỡ phải cắn nhiều. Khi mình không biết ăn được thằng kia không. Mày đừng chú ý đến tôi anh ơi. Đừng chú ý đến em anh ơi. Em chỉ là con gái thôi. Chị mẹ rồi. Tôi chỉ thôi là đủ chú ý đến tôi rồi. May vãi. Nó đéo để ý. Thơm rồi. Bây giờ mình đi triệt hạ những con bé hơn thôi. B-Bot kìa. B-Bot đang thầm du với ai đó. Ác mộng đây. Ôi mấy con cá này bé quá. Thôi tha nó đi. Xê. Ủa mẹ chui vào đây thì làm sao tao chui được. Không phải mày. Mày. Cá mập hổ. Chết chưa. Lôi lên. Ôi dồi. Té. Con kia nhìn thấy đấy. Chỗ này thì được đấy. Thơm quá nhỉ. Yeah. Cá một đồng búa này anh em ơi.
Thơm 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 thơm. À, có một cái búa rồi. Mình to vãi cả đái anh em ạ. Chết tôi rồi, chết tôi rồi, ông đại nhìn thấy tôi rồi. Té gấp, té gấp. Cần phải kế chiến hoạch, kế hoạch té gấp. Cấp 93 rồi. Không biết nào. Đây rồi, anh B-Boss. Yeah, yeah, yeah. Có B-Boss này. To nhưng mà nó bị, nó máu yếu, nó máu yếu. Nên con này phải chết. Chết cho con, chết cho con. Chết cho con. Thôi quá. Cái thằng đại bốt nó vẫn đứng đấy nhỉ. Mình mới ra chắc nó sầu mình mất. Không có con nào nữa à? Không còn anh nào cho em chén nữa à? Anh đâu rồi? Đây rồi, hai anh. Ui dồi, hai anh. Mấy anh solo của, mấy anh solo của. Mày tao cắn càn luôn. Tao cạp hết. To vãi cả đấy anh em ạ, tôi điều khiển còn khó cơ. Tất cả các sinh vật biển hãy cúi đầu trước ta. Ủa, bay mẹ rồi. Sao bị bay nhỉ? Bắt cá đái thật. Trời ơi. Holy shit. Con này kiểu mẹ ăn tạp anh em ạ. Cắn phát bay mẹ con kia luôn. Anh cứt. Yeah. Yeah. Hello. Hello mấy cưng. Anh đây rồi. Ui mà mẹ như hết mẹ cá. Có một con cá mập kia. Ăn con B-Bot đi em. Cạp đó. Đừng cạp tao. Tao sẽ nhân lúc mày ở đây và tao xuống kia tao đánh chiếm lãnh địa của mày. Ôi dồi vẫn ở đấy ạ. Chỗ ít cá quá, mình phải tiêu diệt con được con kia thì mới ấy được, thôi té thôi. Hello. Hello. Thế mẹ cá cho mình ăn rồi. Vậy là chỉ có ở đây có con Balachin dài. Balachin dài. Balaku dài. Balaku dài. Ngon rồi. Level 114 có biết solo lại con kia chưa? Con kia nó khỏe lắm. Con cá mập ngu. Cá mập ngu. Quá nhỉ. Kìa kinh lắm. Tôi nghi lắm. Đây rồi, anh đi bốt đây rồi. Chuyển hướng gấp. Kinh vãi cả lệnh. Con mẹ nó bị điên à? Cho kinh vãi là. Tôi vẫn chưa muốn solo với con này. Đéo bắt được đâu mà. Nó kinh lắm. Kiểu đẳng cấp bro ấy anh em ạ. Đây rồi. Thiên thủ đây rồi. 121 3000 máu. Không biết chịu được mấy phát của nó đây. Xô của mẹ lô luôn đi. Bố mày lại sợ mày quá. Bố mày lại sợ mày quá. Lên. Lên. Cắn chết con mẹ. Ok, thì do sự cố con cá to quá nên nó đã đánh sập được cái máy của mình rồi. Thì rất xin lỗi các bạn. Thì để ủng hộ mình làm tiếp cái series này thì anh em đừng quên nhấn like, comment và nhấn đăng ký cho tôi nhé. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau.